chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau một video ngắn. Thì mình có nhiều bạn hỏi là mình cái cách để quạt làm sao cái điệu ballad cho nó hiệu quả. Thì đây là cái cách quạt của mình nhé, rất là nhiều kiểu khác nhau đó. Nhưng mà gói gọn lại nó vẫn nằm trên một cái nhịp cơ bản thôi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách quạt và các bạn có thể nhìn kỹ sơ đồ phía dưới đó. Chúng ta tập ít và tập hiệu quả thôi. Đó, chúng ta tập đúng cái sơ đồ đó, các bạn cứ làm đi lặp lại trên một đập âm. Đó, thậm chí là các bạn có thể đánh trên dây buông trước, không phải bấm gì cả, hoặc là chúng ta bịt tiếng trước đánh. Đó. Nó sử dụng như vậy, chúng ta sử dụng cách co quạt như vậy để cho một hợp âm. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái sơ đồ ở phía dưới nhá. Các bạn nhìn vào sơ đồ phía dưới và tay mình nhá. Thì cái sơ đồ thì các bạn xem đó, cái mũi tên đi xuống, có nghĩa là chúng ta quạt đi xuống. Đó. Chúng ta mũi tên đi lên thì chúng ta quạt đi lên, dùng ngón cái quạt đi lên. Một là dùng ngón cái này, hai là mình dùng cả cái phần ngón hai ngón này quạt lên luôn. Đó. Ok. Mũi tên xuống là đi quạt đi xuống, mũi tên lên là chúng ta hất đi lên. Đó, các bạn cứ hiểu như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đọc ngoài cái sơ đồ này ra, các bạn còn đọc cho thuộc cho mình cái này. Cái miệng mình đọc cái nào mình đánh theo như thế các bạn nhé. Ví dụ miệng mình đọc sẽ là theo mũi tên sẽ là xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Sau cái mũi tên xuống lên cuối cùng là chúng ta sẽ chuyển hợp âm. Đó, sẽ là lại nhá. Mỗi một cái theo cái sơ đồ này thì các bạn dùng cho một hợp âm nhé. Ok, lắp ghép vào một hợp âm. Các bạn chọn bất kỳ vòng hợp âm nào các bạn muốn nhá. Lát mình sẽ thử cho các bạn. Bây giờ mình cứ đánh thuộc cái này đã. Đọc cho mình kỹ này, sẽ là các bạn có thể lúc đầu tay mình chúng ta đừng vội đánh tay mà chúng ta đọc cho thuộc đi đã. Miệng đọc nào, tay đánh thế, sẽ là miệng sẽ đọc là xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Đó, là hết một câu, là hết một hợp âm. Đó, sẽ là xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Đó, mình làm vào tay nhé, sẽ là xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Đó, chúng ta thuộc câu đấy nhé. Làm thật thuộc cho mình sẽ là lặp đi lặp lại thành vòng tròn ở trên âm câm trước, âm bịt tiếng trước. Chúng ta sẽ làm như sau: xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống. Đó, các bạn làm vòng tròn như vậy. Khi nào mình cái miệng mình và tay mình nó thuộc rồi thì chúng ta bắt đầu không đọc nữa mà chúng ta làm bằng tay, sẽ là các bạn ý cái tay mình nhé, mình hất chậm, giật chậm cho các bạn xem nhé. Đó, chúng ta làm như vậy. Bây giờ mình áp dụng vào hợp âm cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy chưa? Thì có xuống xuống lên lên xuống 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 lên, chuyển hợp âm. Đó, cứ thế thôi. Thì các bạn cứ bám vào sơ đồ và tập thật thành thạo kiểu này. Mình đảm bảo với các bạn cho đến bây giờ nhạc nhẹ bây giờ ấy, những cái bài nhạc nhẹ nó chiếm đến 70-80% là sử dụng cái tiết tấu ballad này. Rất nhiều bài nó quạt kiểu đấy. Quan trọng nó nhanh hay chậm thôi. Đó. Một số bài tiết tấu nó nhanh hơn thì chúng ta đánh nhanh hơn thôi. Một số bài nhẹ nhàng, tình cảm chúng ta có thể đánh như thế. Đó. Nó rất là dễ chơi. Chúng ta không có gì là khó cả. Đúng không? À, ok, có một ông anh gọi. Lát mình gọi lại. Ok, đấy. Đấy là một cách quạt chúng ta mỗi ngày
chúng ta học một ít thôi, nhưng mà chúng ta làm thật tốt và thành thạo cái phần này đó, khi để khi nào chúng ta gặp những cái bài giống như vậy, tiết tấu giống y như thế thì chúng ta sẽ chơi đó. Ví dụ rất nhiều người chúng ta chơi đúng không, nhưng mà chúng ta lan man quá, nó không học được gì cả. Ví dụ như nào, và rồi người ra đi trong cơn mưa không nghĩ gì, để lại lời hẹn mi em cần chi, hoài nghi cũng quay trở lại, chỉ còn lại đôi vai trong cơn mưa không có ai, lời ngọt ngào bên tai về ngày mai em đã sai, em không quay về vì em không quay về. Chúng ta có thể quạt đúng tiết tấu như vậy, áp dụng bất kỳ bài hát nào. Đó. Chúc các bạn luyện tập thành công và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.